Dây quay à? Chú vừa này là hoa la la đây, chú vừa này được quyền rồi, nó hay không rồi. Thắt ở vị trí, nó đăng. À rồi, thế à? Nó đăng khâu này nó luôn khá, nó vẫn hay. Ồ, nhí quay hát hay. Thế đó à? Nhí nhá à? Nhìn thì có người hát hay lắm, nhìn được. Ủa, nó bằng que, nó hay đăng. Cô bán là các nghệ nhân bởi hào hát, người học quay. Cho nên mới chia khá ra mà quay. Đó là bàn điện bảo an quay bởi ai ngay. Con ta là tù đi ra biết lệnh, người đi ra người khác cái cùi. Đó là con này tôn, tôn hình ảnh rồi. Mới gặp ôn thơ hỏi thăm cô ngài về ní đất họ mường nghèo thầy nó hãy đi anh đừng cười chê ra như ôn ní bố sật cái mưa rung tấm lòng hát bụi đã rời anh ơi cất tiếng mắt lời đưa hà thầm hỏi bà ca bơi nó quen chờ máy bò em thì dưới kia cứ bảo nó quay chú nhảy á. Vâng vâng. Con máy đâu này chị Thường ơi, đi quay cho các anh lúc này đi. Bảo bảo con máy đây anh ơi, con máy đây. Chú khó chú. Quay nhảy không? Quay nhảy à? Không không, quay ra anh này hát nguồn. Con máy không? Còn chú này còn máy ngon lắm. Con răng
con phải đủ việc có mấy con. Vậy thì un xin phép
mỗi hôm cho ta ngày này là rời nhớ xin bè mà ơ lùng ơ như mi lan cho con hà nơ dùng mi lan nơi nì nơ bồi xin thêm cái chân ra cả đây bảo điểm được chưa chú Hào được chưa dạ
Phật dùng ơi ca đình cầu cơ bản nữ đăng người ca phải đi ra đôi mày hồn thế à thì chấp nhận à uốn à cô ngày nọ về đất à về cảm ơn cái tâm muôn nan ngày nọ cứ bị dùng trong làng quê hương là đã đi muôn nan đi qua chợ qua bên muôn bê tháp nhàng đại nhảy cảm ơn thế đồng mùng na na mùng đường tham bò nhân vàng cảm ơn rồi ồn tuy rằng phải con lòng á nhà rõ mày y ban á y phương á đều chung đại nhớ chạy ngà đi á mừng á làm á mà mừng á nôn đi chơi á cho có ban á về nhà tháp hương á có cha có mẹ thì nhàn ở cha có mẹ như đàn chim cùi cô làm hề nhớ nhà khó ý
nhưng mà ngỡ con nghèo chiến ca mong người nào buồn chết cho bác mày ra đuổi hà
đều để nhà bạn nghèo mà cùng nhau đợi nhớ. Thân ơi ơi có Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.